sẽ cô các bạn một bạn nào. Lái xe rất là trẻ tuổi nhá. Hầu như là anh em lái xe là toàn lái được máy xúc các bạn. Đúng biệt từ diện đạo diễn hết. Cái này nó cao nó lên nó khó. Thế là mày lái máy tao chạy ô tô cho. Lái máy xúc rồi chạy luôn xe ô tô các bạn ạ. Trôi là nó trôi phải chèn là trôi. Và thế là phải làm điều thuốc mới đi được à. Xe công nông các bạn ạ. Lái xe rất là trẻ tuổi nhá. Hầu như là anh em lái xe là toàn lái được máy xúc các bạn. Đặc biệt diện đạo diễn hết.
Ừ.